bố có phần hơi lười biếng. Có khi nào em ở nhà và em ngồi ở ngoài phòng khách và em nhìn vô em thấy cái cảnh này chưa? Dạ chưa chị. Ở nhà đâu em đâu có cơ hội ngồi đâu chị. Bất ngờ. Đi đâu vậy? Ta gọi tôi rồi nè, máy bay tới rước tôi đi rồi nè. Trời. Háo hức. Yes. Khi vợ vắng nhà, có điều gì làm khó được bố Hùng Phúc? Nhà này sao có vẻ hớn hở không hề lo lắng em ạ. Ê, cái này chơi trò kéo á. Kéo mà kéo giống như là kéo bao bố á. Nhưng sao đó nó còn thích một cái gì nào mà. Cái đó là quá khứ rồi. Thôi luôn. Nướng không chịu. Thôi, nói chuyện thôi. Còn muốn nói với vợ rằng là rất yêu. Chắc bị ép quá nên mới phải nói thôi. Hãy đón xem Khi vợ vắng nhà phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2023 trên HTV7.